Đây là một clip cũ nha các bạn, và mình đã quay trước khi mà update luôn rồi đó bạn. Đó là vậy, thì muốn cho bạn mình muốn cho các bạn xem là mình đã trúng được một cái giveaway của chủ shop nha các bạn thấy nha. Đó, ôi mình trúng được tới 2.500 Robux luôn, rất là may mắn luôn nha các bạn. Đây, và mình đã trúng là trước khi mà update nha các bạn. Đây đó vậy nha, và các bạn cũng có thể mà vô, mình sẽ để cái link Discord của chủ shop dưới nha, và các bạn có thể vào và nói chung là random giveaway hên xui á, thì random trúng ai là bạn đó sẽ trúng được Robux và giải mỗi tuần luôn nha các bạn. Giveaway là mỗi tuần luôn nên các bạn yên tâm. Đó các bạn thấy nha, mấy giveaway là 1.000 Robux nè, các bạn chỉ cần click vào cái bông hoa ở dưới đó là các bạn có thể tới ngày đó là boss sẽ con boss trong Discord bạn sẽ random á, là các bạn sẽ nhận được 1.000 Robux nếu các bạn hên đó, mà mình đã may mắn mà mình đã trúng được 2.500 Robux luôn. Ôi may mắn thực sự luôn bạn. Thì mình sẽ để cái link Discord của chủ server ở dưới cho bạn vào ha. Thì bạn nào không có Robux mà muốn chơi dạng free giống mình vậy đó, hên hên xui dính vậy đó bạn, thì mình thì cứ chơi giống như mình đó là vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình nghĩ là với 2.500 Robux này mình sẽ mua cái Haki Bá Dương trong tựa game này nha các bạn. Đó rồi thì các bạn nào muốn vào thì cứ vô Discord ha, và nhớ cho mình là ủng hộ shop giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều đó, shop rất là hoạt động và giúp các bạn luôn, tạo giveaway cho các bạn không có robot sử dụng luôn nữa, các bạn cũng ủng hộ shop cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi thì cái nút sử dụng Haki Bá Dương là nút U nha các bạn, và các bạn có thể thấy đó, hồi nãy mình bấm xong đó là cái Haki Bá Dương của mình là màu xanh nha các bạn, màu xanh và tỏa ra đó là vậy. Rồi thì bây giờ là mình sẽ sử dụng Haki này vô shop chủ shop thử nha các bạn. Đó mình sẽ sử dụng cho chủ shop thử xem chủ shop có bị gì không. Đó Haki Bá Dương tỏa các bạn đó. Ôi à, cái dòng chữ này là hình như là khi mà ngang level các bạn, ngang level là mình sẽ không thể nào mà sử dụng Haki Bá Dương vô người đó được nha các bạn, giống như y hệt trong phim luôn ha, khá là hay. Cái hay nhất là trong phim luôn là Luffy chỉ sử dụng vô mấy lính hải quân thôi bạn, mấy lính hải quân cùi cùi các bạn, còn những người mạnh như Akainu Đô Đốc á là không có bị dính ha. Đó là vậy, là những người thấp level hơn là có thể sử dụng, còn ngang level là không sử dụng được nha các bạn thấy nha. Đó Bo nè, đó Bo khi mà dính hai cái Bá Dương là sẽ bị cúi xuống này các bạn, kiểu xỉu á, là và không bấm được cái gì nha các bạn, không thể nào mà lướt hay nhảy gì luôn. Nên hai cái Bá Dương này khá là bá luôn các bạn ơi, ôi ngon thực sự luôn. Rồi thì hiện tại là mình đang đứng ở chỗ du biển nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy đó, ở clip trước là một clip cũ nha mày, tại mình quay trước khi update luôn. Sau khi mà mình vừa chọn được cái Haki Bá Dương là mình là tự kịp update liền luôn các bạn, nên mình chưa kịp quay cho các bạn xem luôn á. Đó là vậy, thì mình trúng được cái giveaway từ Discord của chủ shop. Đó, của chủ shop. Và mình dùng cái số tiền đó mà mình mua Haki Bá Dương. Và cũng may mắn các bạn, may mắn ở chỗ lần này là tựa game Kim Legacy update là Haki Bá Dương thay đổi luôn các bạn, đúng hơn luôn. Và hơn được cái nữa chính là mình có thể so sánh cho các bạn xem trước khi Haki Bá Dương được sửa lại và sau khi được làm lại sẽ như thế nào luôn ha. Khá là may mắn là vậy luôn. Đó thì mình sẽ lát hồi mình sẽ chỉ các bạn cách mà đổi màu Haki, sau bây giờ mình sẽ thử dùng cho bạn coi nha. Đó bạn nha, Haki Bá Dương bây giờ sửa lại nè. Ôi bây giờ nổ ra và tỏa giống như là cái Super Saiyan của Goku á bạn, đúng không? Bạn thấy không? Y chang như Super Saiyan luôn. Đó là vậy, kiểu giống vậy á. Trời, đúng ảo luôn hả các bạn? Giống như Super Saiyan vậy đó. Giờ mình đem mặt nạ vô để tăng đam cho chết quỷ ra. Đó, cái nổ ra sẽ như vậy đó. Và cái cách lấy thì cũng khá là dễ luôn. Thì các bạn chỉ cần đánh vô biển thôi. Đánh vô biển sẽ rớt ra một cái dòng chữ như thế này nè, các bạn thấy nha. Đó. Khi mà Yoko Wesser gì đó, đó là Haki Bá Dương á, thì khi các bạn có dòng chữ này thì các bạn có thể về và đổi cái màu Haki Bá Dương của bạn thôi. Đó khá là dễ ha. Thì mình cũng cảm ơn chủ shop rất nhiều ha. Thì bạn nào mà muốn có robot hơi xui á và có robot free giống như mình vậy đó, thì các bạn cứ cho vào Discord của chủ shop đó và các bạn tham gia giveaway ha. Thì cứ mỗi tuần là sẽ có giveaway một lần vậy đó, thì các bạn cứ vào và hên xui đi, bạn nào nhận được thì nhận thôi. Đó là vậy. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi đánh vô biển thử coi xem mình có may mắn rớt ra được cái màu Haki không nhớ bạn. Tại vì mình có đổi một lần rồi cái màu Haki á, tại lúc đó mình không có biết là gì các bạn, nên mình nhắm mình đánh và mình lít vào á và mình đổi rồi. Lúc đầu cái Haki Bá Dương màu cam cơ, thì bây giờ mình đã đổi thành màu vàng các bạn, mà màu vàng không có đẹp. Trời ơi mình thích màu đỏ hơn, tại màu đỏ giống của Luffy á bạn,
đẹp hơn nhiều, còn Katakuri hình như là màu xanh nên mình thích cái màu màu đỏ hơn, hai kia bối dương màu đỏ nhìn ngầu hơn nhiều đó. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình đánh vô biển nha, đây trưởng vào. Còn sao ta cái cách thức á, cái cách thức thì mình nghĩ chắc vẫn như cũ nha các bạn, mình đoán là vậy á, là những người mà ít level hơn các bạn, là mình đoán là những người mà level sẽ thấp hơn á sẽ bị dính hai kia bá dương, còn những người mà ngang ngang level thì không 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 dính nha các bạn, đó là vậy. Rồi vô biển này màu đỏ này, mình không biết là có rớt ra được đồ xịn hay không. Cái Thanh Odin thì mình giữ thức tỉnh có một chiêu như bình thường đó các bạn, tại vì mình tính là thức tỉnh xong hai chiêu luôn á thì mình sẽ review cho các bạn luôn cho chuẩn ha, đó là vậy. Thức tỉnh xong chiêu hai, chiêu thứ hai luôn là mình review cho bạn một lần luôn. Rồi chuẩn vào. Với lại mình đang nghĩ là không biết là đánh vô biển sẽ rớt ra cái màu haki ngẫu nhiên như là sao ta. Mình không biết là đánh vô biển có rớt ra cái màu haki ngẫu nhiên như là, thí dụ như các bạn thấy vô vô biển này màu đỏ nha, là mình không biết có được cái haki báo dương màu đỏ hay không, giống Luffy các bạn đó, không biết là có theo cái màu của haki, cái màu của vô biển đang đánh hay không, đó là vậy. Giống như cái vô biển màu xanh đi mà sẽ rớt ra cái màu haki màu xanh, màu đỏ sẽ rớt màu đỏ đó, thì mình nghĩ là không phải nhé mày. Lúc đầu mình cũng tưởng là vậy nhưng mà tại mình có đổi một lần rồi đó, hôm bữa mình đánh vô biển màu xám xám hay màu xanh gì đó mà rớt ra được cái màu vàng đó, mày thấy chưa, là cái màu cũng sẽ là ngẫu nhiên luôn nha các bạn. Đấy cái màu cũng là ngẫu nhiên luôn nên mình không có đó vậy, không mình xài sử dụng nè, sử dụng vô vô biển không được nhé bạn, vô biển không có bị xỉu hay là gì hết á chỉ với người yếu hơn thôi à, mình không biết sử dụng vô quái được hay không. Là các bạn để ý nha, trước khi mà Haki Bá Dương được làm lại á, mình có sử dụng đó mà bo dính nhưng mà quái không có dính, đó là vậy. Nên mình không có biết là trước đó có bị dính vô quái hay không, thì lát hồi có gì mình đánh xong vô biển này mình lượm rương xong đi mình sẽ thử vô quái với lại người thử nha các bạn, coi sau khi được làm lại đẹp như thế nào nha, vô người á coi đẹp như thế nào. Trước đó thì người sẽ bị nhưng bo các bạn thấy đó, người sẽ bị cúi xuống và kiểu bị xỉu các bạn đó, cúi xuống sẽ bị xỉu các kiểu. Rồi còn bây giờ để xem như thế nào nha, mình sẽ nhờ nhờ một sẽ kiếm một người mà level thấp hơn mình một tí để review nhé bạn, chứ mấy người ngang bây giờ trong review mình chắc ai cũng ngang mình luôn rồi, giờ sao mà sử dụng Haki Bá Dương được mà công nhận cũng may mắn thiệt sự luôn, hơn là được mình được sở hữu trước khi mà update mới cho bạn xem được đó phải không. Bây giờ tỏa ra rất là nhiều luôn, trước đó đâu có tỏa đâu, trước đó cũng là mấy cái vòng tròn xoay 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 các bạn hết để ý nha đó, chứ không có tỏa vậy đâu. Bây giờ mình đợi cách tới xong mình sẽ tiêu diệt du biển và lượm rương đó, rồi tới nè vô bánh thôi, nghe bắn sự luôn. Thì các bạn để ý nha, có hai cái dòng lận á, khi các bạn đánh du biển hình như là tổng cộng tới hai cái dòng lận, một cái dòng mà Sadorin gì các bạn đó, như cái dòng đó là các bạn sẽ mở được cái chỗ mà để các bạn vô thức tỉnh á đó, lúc đầu là cái chỗ đó sẽ bị khóa như vậy, thì các bạn đánh vô biển là sẽ mở 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 cái cửa ra cho các bạn vô đánh, đó là vậy chứ không có gì đâu. Cái dòng mà vô vô con Webster gì đó, cái dòng mà hai kia bá dương mày, hai kia bá dương tiếng Anh là gì, cái đồng biết đồng nữa chứ trời ơi. Đó thì cái dòng thứ hai, cái dòng mà ngắn ngắn đó đó là các bạn mới đổi màu haki nha, nói chung tỷ lệ cũng khá là thấp nha bạn. Trời ơi, hình như mình đánh đó, sau khi mà update tới giờ mình đánh vô biển cỡ mấy chục con luôn các bạn ha, mười mấy hai ba chục con rồi đó, không đùa đâu. Mà mình chỉ có rớt được như là một lần đúng đó nha các bạn, rớt đúng một lần đổi màu haki nha, mình không biết là mỗi người được đổi đúng một lần hay sao á, chứ mình đánh hoài không rớt luôn nha, không có đùa đâu. Tỷ lệ rớt đổi màu haki bá dương cũng khá là thấp luôn. Ôi toàn 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 máu 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 đó. Rồi bây giờ tiêu diệt xong hai cây tiêu diệt xong du biển đã, nhầm, tiêu diệt xong du biển lượm rương cái đã rồi mình về mình rồi rồi không có rồi bạn ơi, xui quá, để cái tỷ lệ khá là thấp nha bạn, quánh hoài không ra chứ không không phải xui đâu, thật sự luôn, tỷ lệ khá là khó luôn trong từ game King Legacy. Ồ rương hai nữa bạn, ồ rương hai rương hai rương hai, ngon ngon ngon. Rồi để coi có gì, 8 game, ui trái legend nữa vãi, ôi hên thật sự rồi, cái thui rồi trái re, ôi trái laser luôn nãy bạn mochi luôn,
Ngon thực sự luôn. Rồi. Rồi, thì hiện tại là mình đã kiếm được bạn có cái acc thấp thấp hơn mình rồi nè các bạn. Đó, mình sẽ test thử vô nha. Rồi, điều kiện cũng đẹp đấy. Thường nhị đúng mà. Rồi bây giờ để thử vô nha các bạn. Đây mình xài hai cái bấy vô nha. Ủa? Gì vậy? Quách lỗi rồi bạn ơi, không thấy gì luôn. Vãi thật sự. Bị lỗi thôi. Từ từ. Để mình reset xong ra làm lại nha các bạn. Hình như phải không cho bạc ti mới sử dụng mới 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 được nha các bạn, còn cho bạc ti là không có làm được gì đâu. À, bay luôn hả? Rồi, sử dụng chung lúc bay luôn nha. Đấy nha. Khi mà trúng nè. Ôi không? Ôi, ảo vậy ảo. Ôi khi mà trúng vẫn bay được nha các bạn. Khi mà trúng vẫn bay được nha. Ảo vậy. Khi mà trúng là vẫn bay được nha. Ôi bay chưa được, bị lỗi luôn kìa. Bị lỗi luôn kìa. Vậy là khi mà trúng là vẫn bay được nha. Đợi mình reset đó bạn, cho hồi chiêu cho nhanh đó. Chứ bây giờ đợi chiêu thì lâu lắm. Đó. Thì trước đó là đâu có hiệu ứng cái choáng choáng đâu đó bạn, chỉ có cúi mặt xuống à. Bây giờ có hiệu ứng choáng choáng kìa, hay vậy. Khá là hay luôn. Đây đây, giờ mình thử lại nha. Bay bay loạn hết luôn, đúng rồi, bị dính phát là bay loạn đúng mày. Cái khi bấy vừa bị lỗi rồi nè bạn, bạn không, tự nhiên mình cứ bị zoom gần xong rồi zoom xa ra không xài được nè. Tự nhiên bị lỗi ta, ảo thật đấy. Rồi đây 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 đây, bật hai kia lên lại đây, để anh bay tới lại. Bị lỗi đó các bạn, mình sử dụng không có được nè, nên bị reset lại liền rồi nha, sử dụng lại nha. Đó, hết được rồi nè. Vãi cái game luôn, hết sử dụng được rồi. Sao kỳ vậy? Bị zoom lại cái là không có gì các bạn, hay là mình phải đợi hết cái vòng tròn nè, cái vòng bảo vệ các bạn. Đó, mình reset là mình sẽ có vòng bảo vệ nè. Rồi để hết vòng bảo vệ nha, giờ xài nè. À, hết vòng bảo vệ mới xài được nha mày. Đó. Vậy nha, thì sẽ bị có hiệu ứng chán 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 nè. Đó, là sau khi mà hiệu ứng chán chán đó là các bạn sẽ không có di chuyển hay solo hay là lướt gì được nha các bạn. Đó là vậy. Thì cái này là cái khá là hay luôn. Và mình thấy là sau khi được sửa lại vậy các bạn, là có thêm một hiệu ứng á. Hiệu ứng bị choáng 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 trên đầu ha. Còn khi mà bình thường á, trước đó là đâu có hiệu ứng choáng choáng gì đâu đúng không? Đó, mình thấy sửa lại khá là hay, mình có thể biết được ai bị choáng hay không nữa. Đó là vậy. Thì cái cách thì vẫn như cũ nha các bạn, thì level thấp hơn và sẽ không di chuyển được, khi mà dính sẽ không di chuyển mà không làm gì được ha. Bây giờ mình sẽ thử vô bị quái thử xem coi quái có bị dính không nha. Rồi, bị lỗi nữa nè bạn. Phải, ghê sai ta. Sao lâu lâu cái hạt kỳ bá dương cứ bị lỗi lỗi vậy ta, hay sử dụng nhiều quá bị lỗi ta. Không biết sử dụng nhiều bị lỗi hay sao nữa. Để mình thử vô quái thử nha, tại vì trước đó là sử dụng vô quái là không có được đúng không? Mình không, mình đoán nha mày, mình đoán là không được, tại vì trong clip các bạn thấy đó, để mình sử dụng làng bo đứng xa cũng bị dính. Tại sao quái đứng gần đó mà không bị dính đúng không? Mình đoán là vậy, chắc là mình nghĩ là không biết quái trước trước đó á, có bị chán hay không, nhưng mà bây giờ thì mình cho bạn coi là đó. Bây giờ là quái cũng bị chán luôn nha bạn. Đó phải không? Và quái quái có thể quánh được luôn mình luôn nha bạn. Áo thật sự. Chán nhưng mà vẫn vẫn cầm kiếm mà quánh mình được nha. Chán mà cầm kiếm mà quánh mình được. Nhưng mà chỉ bị đứng im đó thôi, nên khá là hay luôn. Đó là vậy. Còn khi mà sử dụng vô mấy bạn mà ngang level thì sẽ có một cái dòng chữ là same level for you gì đó bạn. Đó, như cũ á thì sẽ không có thể nào mà sử dụng vô mấy bạn đó được. Đó là vậy. Bây giờ mình sẽ sử dụng vô mấy bạn ngang level mình thử nha. Mình thí dụ như bạn này đi ha. Bạn này đang bay tới, ủa đang bay tới hay đang bay đi vậy? À đang bay đi bạn ơi. Đang bay đi, giờ mình thử dụng vô thử mấy bạn trong reel nha. Mà không biết trong reel có thể sử dụng được hay không nữa. Ý gì vậy? Phải không nè? Hay hay bị lỗi ha. Cái Lacy giờ hay bị lộ rồi, hết nhảy được luôn nè bạn. Giờ mình hết nhảy được luôn rồi. Sử dụng chiêu thì vẫn được nè. À rồi nhảy được rồi nè. Hết bay được rồi bạn ơi. Hết bay được luôn rồi. Ảo thật đấy. Rồi thì hiện tại là mình đã tìm được một bạn ngang ngang với level mình rồi nhá bạn. Rồi giờ mình sử dụng thử cho bạn coi nha. Đó các bạn thấy chưa? Khi mà sử dụng vô là sẽ ghi là same level for you nè, và các bạn sẽ không có sử dụng được. Đó là vậy. Thì cách thức là vẫn vậy ha. Rồi thì mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây nha. Thì cảm ơn mấy bạn này đã ủng hộ, à lộn, ủng hộ mình là đã hỗ trợ cho mình làm clip ha. Cảm ơn các bạn được nhiều ha. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhé. Bấm cho mình một like, một subscribe để mình sớm lấy được trong sức nhé. Tạm biệt các bạn.
Ây nha, cái huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho Ngọ, để Ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Vậy hen.